chào cô chú anh chị, hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị lô này là mai chí thủy kim giòn. Cô chú anh chị nào đang thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha cô chú anh chị. Này em báo với mình là lúc trong lúc em gửi đi á, em sẽ ốp giấy thôi nha anh chị. Cái trời đâu này nó có thể sẽ dập dãy ha. Nó ra trời mới này chị. Tại vì em nó rất là dễ sống nha anh chị. À, cái lớp da của nó là cái lớp da màu đen ha, càng già nó sẽ càng bong cái lớp này ra. Cây này thì có chỗ này nó bị có cái sẹo đang chóc miếng da nhẹ nè này. Còn đây cái mặt cắt nè anh chị nha, đây quay đây nè, đây có chỗ này nó bị sẹo đen miếng này ha, còn da nó là sù. Mã số đầu tiên là 160 nha anh chị. Cây này lùng lực rất là đẹp luôn, này nó ra hoa rồi, nó tàn rồi đó nha anh chị. Hoành nó là 39, cao là 34, bầu là 27. Mấy cây này thì nó cỡ bầu một thôi nha anh chị. À, mã số này là 160, 2.200.000 em bao ship. Mai chí thủy kim giòn lá nhỏ. 161. Mấy trời non này nó sẽ bị dập gãy nha anh chị. Hoành nó là 33. Cao tới đây là 37, đường kính bầu là 32. 161, 1.700.000 em bao ship. Một sáu hai, cái này anh chị về phun đất cho mình trồng nấu xíu dừa nha em ha, cứ cứ để thường xuyên nha anh chị. Nó này cho nó trồi mới cho nó dễ dập gãy. Em đâu hoành sát dưới đây gì là 30, phía trên này là 28. Cao là 47, bầu nó là 26 nha anh chị. Rồi mã số này là mã số 162, 700.000 em bao ship. Thế cái này chưa, cái này đó mình đã đầu cắt nè. À, đầu cắt nó bị mẻ này nè. 162. 163 này. Dán bay luôn nha. Này mấy cái đầu cắt nó hay có bị mục mục cái đầu này anh chị. Hoành 29, chiều cao của nó là 45, đường kính bầu là 28. Rồi mã số 163, 700.000 bao ship. Mai chí thủy kim giòn lá nhỏ cho anh chị, rất là sai hoa, hoa của nó màu trắng thơ lắm nha. Mã số 164, hoành nó là 27, cao là 54, đường kính bầu là 28. Rồi mã số 164, 800.000 em bao ship. Một sáu năm, lớp da của nó nè anh chị, già là nó bong ra ha, càng già nó càng bong nha anh chị. Cây để đẹp. Quạnh đây 24 thôi ha, cao hơn nè, tại nó có dưới đây nè, đó em đo sát dưới đây là 35, chiều cao nó là 62, cái bầu khoảng 30 nha. Rồi mã số này là mã số 165, 1.400.000 bao ship. 166, đó, cái đầu cắt cũ á, lúc trước không có tha keo nên cái đầu nó bị mẻ hơn ha. Hoành nó là 24, cao nó là 50. Vô đây nó cắn này nó mục nha anh chị, về mình xử lý thay keo lại nha. Rồi mã số 166, 750 em bao ship. 167, cái này đẹp nha anh chị, cái thân của nó đây không. Hoành nó là 32, cao là 32 luôn. Cái này đường kính bầu 31. Rồi mã số 167, 2.400.000 em bao ship. Rồi em xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em mới về được một cái lô sâm trái. Cái này là lô sâm trái mini. À, em sẽ lấy lên một cây cho anh chị xem ha. Đây. Lô sâm trái mini. Đó, đây. Ha,
là nó dạng tàn thông gì nha anh chị. Anh chị về chơi bonsai rất là đẹp luôn ha. Cây của nó thì tầm một gang tay đi, em báo cho anh chị một gang tay ha. Còn cái cây của nó đây, cây của nó thì cỡ đầu đũa ăn. Cây này là rễ ra bích, muốn bích trong này luôn ha, rất là nhiều nha anh chị. Sam trái đó, lô sam trái. Cái lô này em mới về thì nó cũng ít thôi chị ơi, tại cái lô mà dạng tàn thông này cũng rất là ít đó. Rồi em giao lưu với anh chị á, rồi cũng để cho anh chị là 6 cây 200.000 luôn. Nói chung là lô này cũng ít ha, nên anh chị nào nhanh tay thì còn ha anh chị. 6 cây 200.000. Em xin nhắc lại ha, là chiều cao của nó là tầm một gang tay thì tầm khoảng 20 đến 25 cm đó. Mà báo cho anh chị biết đi. Đó, cỡ gang của em là cỡ 22 đó. Cái này nó khi cao hơn hoặc lùn hơn. Đó, cây sống khỏe, ương cỡ 4 5 tháng rồi, bích chậu luôn nè anh chị. Ha. Là sam trái ha, bảo hành sam trái cho anh chị luôn ha. Đây một cây thứ nhất em lấy mẫu cho anh chị thôi ha. Cây thứ hai, đó. Nó cây này thì nó dạng lùn bonsai nè. Đó. Dạng lùn bonsai nha anh chị. Đó, cũng rất là đẹp luôn ha. Cây này tầm mà chưa tới một gang tay nữa ha, tầm 20 15. Nói chung là báo cho anh chị từ 15 đến 25 đi ha, cho chắc ăn nha anh chị. Đó, tại vì cây này rất là đẹp luôn. Đó, anh chị về chơi bonsai mini là khỏi phải chỗ chơi chỗ nào luôn nha anh chị. Cũng 6 cây 200.000. Cái lô này thì uống ít thôi anh chị ơi, không được nhiều ha. Đó. Anh chị ha, nhìn rất là đẹp ha. Thì nói chung nó bự hơn đầu đũa ăn đó, nhưng mà em báo cho anh chị là cỡ đầu đũa ăn thôi. Để khi anh chị nhận cây thì nó nhỏ hơn, anh chị cũng cũng thông cảm giúp em ha. Đó, cây này cỡ đầu đũa ăn trở lên. Đó. Đó, em sẽ lấy mẫu cho anh chị xem ha. Đó, tiếp tục. Đây, có mấy cây thì nó tàn nó rộng bự nữa anh chị. Cái này là em nói báo trước cho anh chị là em lấy đại ha. Chứ em không có lựa ha. Anh chị thông cảm ha. Em lấy đại 5 cây. Thì nói chung là từ 15 đến 25 cm đó. Đó. Cây sống khỏe, em bao hàng cây sống khỏe ha. Đó. 6 cây 200.000, lô này em chỉ có vài trăm cây thôi ha. Anh chị nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha anh chị. Đó, lô này chỉ có một miếng thôi. Cũng cỡ 200 cây, 200 ngoài thôi anh chị ơi. Rất là đẹp luôn. Đó, anh chị về chơi bonsai vô chậu mini là không chỗ nào chơi được nha anh chị. Đó, anh chị nào mà cần thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876. Gặp Kim Chi ha, chốt đơn nha anh chị. 6 cây 200.000 em bao ship toàn quốc luôn nha anh chị. Lô này chỉ còn gần 200 cây thôi ha. Anh chị nhanh tay thì còn nha anh chị. Rồi xin chào ha.